hello mọi người nha. Hôm nay là anh em mình đi chùa Bà nước mặn nha mọi người. Thì cái lễ hội chùa Bà nó có đông địa đông đáo nhộn nhịp này kia như thế nào thì bây giờ tỉnh sẽ đi quay lại cho mọi người cùng xem nha. Rồi các bạn hãy let's go theo chân mình nha. Đây là sắp tới chùa Bà rồi nha mọi người, bãi xe đậu có mô tô này, ô tô rồi này, khách du lịch rồi đi tham quan này. Thì các chú công an rồi đang giữ trật tự của lễ hội nha mọi người. Đó. Bây giờ là mình tiến sâu vô ngay chỗ khuôn viên là công viên này nha mọi người. Này này, mọi người bán hàng bán đồ này. Khách thập phương đi đến viếng chùa Bà rất là đông luôn. Cổng xuống chùa Bà này nha mọi người, khách rất là đông luôn. Đây, các khách thập phương đổ về ở chùa Bà nước mặn. Đó, mình đi xuống chùa Bà này. Tham quan đi đến rất là đông nha mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1, còn ngày mai nữa nha mọi người. Rồi bây giờ là chuẩn bị là anh em mình đi vô trong chùa coi lễ hội rồi hay là hát các lễ hội của chùa Bà nước mặn như thế nào thì mọi người hãy theo chân tỉnh nha. Đây là mình đang tiến lần lần vào chùa nha mọi người. Đây mình hai anh em mình đang đi lần lần xuống chùa, rất là đông khách du lịch ở tỉnh mình, rất là đông nha mọi người. Rất là đẹp luôn, cảnh thị xưa nha mọi người. Lưu hé luôn mọi người đi. Khách thập phương đổ về rất là đông nha mọi người. Đây là chương trình lễ hội của chùa Bà Cảng Thị Nước Mặn nè. Tỉnh là quay sơ cho mọi người cùng xem. Tham quan cái lễ hội chùa Bà ở trong thế nào thì mọi người cũng theo chân tỉnh nha. Nơi này rất là nhộn nhịp, khách tham quan rất là đông luôn, thập phương rất là đông, các cô chú bán hàng đồng nhẫn rất là đẹp luôn.
Rồi mình sẽ tiến sau vô để mình quay cho mọi người cùng xem cái lễ hội chùa Bè trong kia hát bài chòi như thế nào nha mọi người. Rất là đông luôn, đông vui, nhộn nhịp. Lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 2 tháng 2. Hôm nay là năm 2023. Quý Mão nha mọi người. Rồi các bạn hãy theo cái que cầu đó mình coi cái lễ hội hót hội đánh bài chòi dân Kè Giang huyện Tuy Phước. Đây là cái khuôn viên của bài chòi của tỉnh Bình Định mình nha mọi người. Cô lấy chồng từ lúc cô 15, cô đồng cơ cô bé đâu có kịp lên nhìn cái cô đâu. Không dám đâu, không em nằm mà hôm nay quậy con luôn mà không em nằm. Cô mà bây giờ khác nở. Khác sao? Bây giờ cô đã lớn, con đầu cô có nằm với ông cũng kéo lên. Đây là toàn cảnh khuôn viên của chùa Bè nha mọi người. Lâu lên vương. Giờ con hỏi nhỏ cô đâu nghe lời bà con ai nghe cổng mình còn chứ cô biết không ạ? Ông lâu lên giường ông làm gì cô yên tư hỏi gì quá hỏi con nói nhỏ tôi đã nghe bà con ông lâu lên giường làm lung tung một tí xứng đất cô đầu bây giờ cô ở kiếp thân đồng hương ta cô ngay trong giường nó kể một còn ba gãy một còn ba vậy làm em gì được nữa. Để cô chỉ ra cái vụ mà gãy giường là con kinh nghiệm lắm à. Giữ đây nè cô. Cô về thưa giới mình ấy cha có thương thành rễ thì qua ta giường cái cành đất cơ giường nguyễn tất cha luôn gãy giường thầu cha chắc đi cứu cô mà cha được đất này cô cảnh là tớ cảnh tớ cảnh bà con ơi tớ cảnh bà con ơi là quan bác con rồi là bảy liễu vừa mới ra đầu hiểu tôi xin rút thử ra bài con gì bữa nay cô sao bây giờ con đố cô tiếng cô anh học cũng cụ trào vợ con bé duyên cô đứng chỗ nào cô kiếm lên nắm đầu sợ tẩu đầu lắm.
vợ chồng ông nhiều chuyện lắm vô đây đây. Ra rồi gái tất mới liều đánh còn chiêu nhất lát rất lành cầu ga cầu bây giờ ta huyền tức cao sâu quá nhà cao vợ đẹp quá ngừng thành kêu thành ngạc cây nãy giờ mới đã nói thành thành ta làm quan qua là giờ họ cũng cho mấy đứa con thằng mi nghèo nàng dốt nát hàng chi mau mau kêu xong lạnh để lo tiền đốt
nhân hồi chiều hôm nay tất cả mấy miếng cúng dường, xin mời quan khách dùng cái rượu bầu đam ăn miếng nem chậu liền. Chúc gia đình quan khách năm mới sức khỏe dồi dào, tiền lộc mỹ mãn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu sớm nữa. Đúng không? Đó. Biểu lấy ông 2 năm tăng chế, 3 năm tăng chế lại đi anh em đi thì lấy chồng. Tôi cha bây giờ cái anh làm ai có tiền nữa không? Bởi vì tôi còn nhớ riêng thì kế đón ngủ đưa hết nhiệt tình không kìa cửa cho mình. Ok. Bây giờ anh em mình đang đi tiến vô trong chùa nha mọi người. Đây bây giờ mình đang tiến lần vô chùa để mình quay cho các bạn xem. Đây là ông đồ nha mọi người, ở Bình Định mình nha, ông đồ ở Bình Định nha, ông đồ Bình Định là thấy khác không? Ông đồ ở nơi khác không các bạn chị không à. Đây là miếu nha mọi người. Đây là sân khấu chuẩn bị người dân cắt để mà hát bầu. Đây, đây là miếu bè nha mọi người. Các bạn thấy cổ không? Thấy kiến trúc cổ xưa cách đây gần 400 năm nha mọi người. Đẹp quá mọi người. Đẹp quá mọi người. Đây, khách thập phương đang viếng chùa này. Anh em khách hương này. Anh em mình đánh xuống cổ mấy kiện mấy đĩa kìa bán kiếm tiền. Thấy ngôi nhà thấy ngôi chùa cổ kính không? Đây là nội quy của chùa nha mọi người. Tiếp theo là mình di chuyển qua cái bên lễ hội hát bộ và hát tuồng của chùa bè nha mọi người. Đây quý cô chú đang Thank you.
tình. Thế đâu không bấy nhiêu lần mà em đâu hỏi lòng lòng. Em muốn cho gã tình hẳn nhưng mà xe gã tại thử tỉnh quay mọi người cùng xem là quan cảnh ở chùa Bè nha mọi người. Khách thập phương rất là đông luôn. Bây giờ quý chú quý bác đang cắt cái sân khấu này, sân khấu để người dân các cô chú ở biểu diễn hát bậu đồ mọi người. Yeah.
đầu này nó có từ trường nó bắt. Anh em mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì hôm nay là anh em mình đã đi hết chùa rồi, thử trải nghiệm hết các cái chỗ quay đó, quay cho các bạn xem rồi đó. Bây giờ nó cũng đã trưa rồi, bây giờ thôi anh em mình kết thúc video tại đây. Rồi xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn năm sau gặp lại mọi người nữa nha. Rồi bye. Anh em mình đuối rồi.